Thưa quý vị, thời tiết ở miền Bắc đang trải qua chuỗi ngày nồm ẩm, mưa phùn kéo dài, khiến người dân cảm thấy bất tiện. Dự báo sắp có một đợt không khí lạnh mạnh tràn về, có thể tiếp tục xảy ra mưa phùn, gió bắc ở miền Bắc. Còn miền Nam sẽ có những ngày mát mẻ. Theo các chuyên gia khí tượng, sáng 14 tháng 1, nhiệt độ thấp nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 21 đến 22 độ, trời sẽ xe lạnh. Dự báo đến trưa chiều về chiều nhiệt độ cao nhất cũng chỉ lên mức 33 độ trời nắng nhưng không oi nóng bằng những ngày trước. Trong khi ở Hà Nội và miền Bắc, hôm nay nhiều nơi vẫn có mưa phùn, mưa rầm. Cơ quan khí tượng dự báo, thời tiết ở miền Bắc sẽ ấm dần lên, tuy nhiên tình trạng nồm ẩm gia tăng tuần sau. Đến ngày 19 hoặc 20 tháng 1, sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh cường độ khá mạnh tràn về miền Bắc. Nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 10 độ, Hà Nội sẽ đậm 12 đến 15 độ. Đợt không khí lạnh này có thể lan tỏa xuống tận Nam Trung Bộ, Nam Bộ. Nhờ đó, thời tiết Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có những ngày mát mẻ, đêm xe lạnh.